channel của Ngọt. Thì ngày hôm nay Ngọt sẽ làm một cái clip đập thùng hàng tiếp nha các bạn. Nay là dịch cúm corona cho nên là bé nhà Ngọt là thường xuyên ở nhà, cho nên là chắc chắn Ngọt sẽ chậm ra clip hơn mọi lần nha các bạn. Bây giờ Ngọt sẽ bung thùng hàng ra trước nha, để cho tiện là chút xíu có khách tới lấy hàng liên tục nha các bạn. Đây, nay chỉ ở nhà chị Lý lặng lắm đây mọi người ơi. Bây giờ Ngọt sẽ bung thùng hàng coi nào, không đợt hàng này Ngọt sẽ nhập cái gì về nha các bạn. Với lại Ngọt nhập mấy là 2-3 đợt hàng về nước rửa tay khô rồi, nhưng mà Ngọt không kịp làm clip để mà giới thiệu cho các bạn. Thì đợt này thì Ngọt sẽ làm clip giới thiệu cho cả nhà coi luôn nha. Trời ơi, thấy bảo với nhau ghê không ơi. Đây đợt hàng này thì Ngọt về đây, đây là cái mặt nạ giấy tinh chất từ bạc hà nha các bạn. Sản phẩm này cũng bình dân lắm nha các bạn. Nếu mà bạn nào á muốn biết thông tin kỹ hơn về sản phẩm mặt nạ giấy này thì vô trong cái trang Facebook Trần Thị Bích Ngọt không dấu của Ngọt và trang sức Ngọt của Ngọt nha. Ngọt sẽ đăng hết công dụng của nó lên. Đây là thường á mặt nạ giấy là cung cấp, nó làm giúp dưỡng da của mình có cái gọi là chức năng nhanh nhất, bổ sung những cái vitamin cho mặt, làm cho da mặt mình mịn màng và làm trắng đều màu da hơn nha các bạn. Mình phối hợp, nếu như bạn nào một tuần sử dụng tối thiểu ít nhất là một tuần sử dụng hai cái, còn nếu không thì bạn nào có điều kiện mỗi ngày sử dụng một hoặc hai cái cũng được nha, không vấn đề gì hết nha các bạn. Xài mặt nạ giấy rất là tốt cho da mặt đấy. Sản phẩm thứ hai là Ngọt muốn giới thiệu đó chính là son Black Rue. Đây dòng son Vern 5 mới, mẫu này mới ra nha các bạn, xài rất là thích luôn á. Thì đợt này Ngọt nhập màu 26, 23 về nha các bạn. Đấy, 26 và 23. Tiếp theo là kem chống nắng Stemble. Đúng rồi, The Stem, Ngọt xin lỗi. Tại vì trong đầu đang là nghĩ tới cái nước tẩy trang Stemble. Đây là cái kem chống nắng The Stem nha các bạn. Màu hồng, Ngọt thường xuyên bán màu hồng. Tại vì màu hồng nó xài nó làm dưỡng da của mình á, nó cái tông màu của nó rất là đẹp và tự nhiên nữa. Mà nhìn cái bao bì cũng rất là dễ thương nha các bạn. Kem chống nắng thì lúc nào mình cũng hết hồn. Chồng Ngọt đang chơi với con của Ngọt, nghe giọng Ngọt hết hồn luôn các bạn. Thì cái kem chống nắng thì bắt buộc lúc nào mình cũng nên sử dụng vào buổi sáng và buổi chiều. Nhưng mà cái điều lưu ý là Ngọt nói rất nhiều lần là khi mà mình sử dụng kem chống nắng á, các bạn nên xài nước tẩy trang để làm cho da mặt mình sạch, thông thoáng lỗ chân lông nha các bạn. Đây, tiếp theo mặt hàng tiếp theo là cái kem V7 này của Hàn Quốc nha các bạn. Sản phẩm này Ngọt không thể thiếu và giá cái hộp full size rất là cao, cho nên đa phần là Ngọt bán được là cái mini lúc nào cũng về hàng nhiều nhất nha các bạn, về thường xuyên luôn. Đó, một hộp đây. Đây là sản phẩm mini nha các bạn. Rồi đây là sản phẩm mini tiếp theo. Kem V7 á, mini là nghiêng về làm trắng da, nhưng các bạn nào da dầu và da nhạy cảm đang có mụn xài vẫn ok luôn nha. Xài rất là đẹp và nó có lên một tông hoặc hai tông màu da của mình, có độ make up nhẹ. Đây là sản phẩm tiếp theo của Ngọt là kem đông sung trị nám mini luôn. Ngọt có full size luôn nha các bạn. Full size giá rất là cao, 750 một hộp. Còn đông sung mini là 155.000 một hộp nha các bạn. Mẫu này thì là 10g nha mọi người. Chuyên trị nám tàn nhang và đặc biệt là nghiêng về những bạn nào mà da bị nám nhiều. Không có lần nào mà Ngọt nhập hàng mà thiếu cái sản phẩm mặt nạ môi lăn nay này. Đó, nó cung cấp làm cho môi mình mềm hơn. Và điều đặc biệt đó là nó ngày nào mình cũng sử dụng các bạn, thì nó sẽ làm cho môi mình hồng lên nha các bạn. Tại vì Ngọt đang rất là vội là Ngọt đang làm hào hứng về cái sản phẩm cuối cùng, để chút xíu nữa Ngọt cho các bạn tiết lộ các bạn là xem nha. Sản phẩm kế là lúc nào cũng có mà xài rất là ok luôn, đó là cái keo rán mi này xài ngon lắm này các bạn, xài rất là tốt luôn. Trời ơi, mới gội đầu á các bạn, cho nên là chưa kịp chải tóc, phải tranh thủ làm clip để bung hàng liền cho các bạn tham khảo.
Đó, sẵn là tẩy xốp ngọt. Đó, cái Bakushi thương hiệu của Hàn Quốc nha các bạn. Kem dán mi. À, đây là cái sản phẩm này ngọt rất là thích luôn. Dao cạo chân mày của Nhật nha các bạn. Đây là thương hiệu của Nhật. Đây Ngọt sẽ mở ra cho các bạn tham khảo về cái mẫu dao cạo nó như thế nào. Đây các bạn. Xài ok lắm. Hai bên xốp ngọt bán là 27.000 cây nha các bạn. Rồi. À, đợt hàng này về có mẫu mới này các bạn. Đây, còn về một lỗ này. Một lỗ này tổng cộng là có 1 2 3 có 12 cục xà bông này là dạng xà bông trị mụn nha các bạn. Trị mụn làm trắng da. Mụn lưng, mụn mặt làm trắng da luôn, có đều sử dụng được hết nha các bạn. Xài đang rất là hot nè. Để Ngọt đăng công dụng lên trên trang Facebook và trang fanpage Shop Ngọt nha các bạn. Đây. Đây là cái kế tiếp. Trời ơi, hàng đợt này bọc kỹ quá cho nên Ngọt phải lấy ra. Đây. Đây là sữa rửa mặt Innisfree, hàng chính hãng nha mọi người. Hàng này đang có nhái rất là nhiều luôn nè. Ngọt sẽ hình như là để Ngọt coi là Ngọt có làm một cái clip là phân biệt hàng nhái hàng giả này nè. Để Ngọt sẽ cố gắng làm một clip phân biệt hàng nhái hàng giả nha các bạn. Yên tâm, bên Shop Ngọt sẽ luôn phục vụ các bạn về cái chương trình đó, chính là luôn cố gắng làm những clip phân biệt giữa hàng thật và hàng giả để các bạn là người mua hàng tinh tế và thông minh nhất nha. Tại hiện tại bây giờ là hàng giả tràn lan rất là nhiều nha mọi người. Đây, sản phẩm tiếp theo là xịt khoáng Innisfree. Xịt khoáng Innisfree dạng chai mini nha mọi người. Đã về hàng. Đợt trước đó, có nhiều bạn hỏi Ngọt thì Ngọt hết hàng. Đợt này về hàng nhà này các bạn. Đó, chai này là 50ml. Xài rất là tốt, làm cho da mình nhá, cung cấp độ ẩm liền thì cho da mình, làm da chống lão hóa rất là cao. Nếu như bạn nào thường xuyên xài nước xịt khoáng thì da của mình nó sẽ không bị chảy xệ, không bị thiếu nước. Thì thường những da mà thường xuyên thiếu nước thì da lão hóa rất là nhanh nha. Rồi, sản phẩm cuối cùng này Ngọt rất là tâm đắc và về một cái là hết trong ngày luôn nha mọi người. Ngọt nói không có nói quá đâu. Đây, đó chính là chai nước rửa tay nhanh sát khuẩn. Hiện tại bây giờ là đang dịch bệnh rất là lớn, corona, cho nên là bạn nào cũng nên phòng chống về bệnh, đặc biệt là sát khuẩn tay nhanh, rửa sạch tay. Cho nên là cái sản phẩm sát khuẩn tay nhanh này rất là công dụng, rất là hiệu quả luôn. Thì cái sản phẩm này Ngọt về có mấy chai thôi. Đây, có mấy chai thôi nha các bạn. Thì chai nước rửa tay nhanh này là chuyên dụng cho các bệnh viện luôn, hàng thương hiệu của Mỹ, hàng chính hãng nha mọi người. Đây. Đó, bạn nào cần thì cứ liên hệ với Ngọt qua trang Facebook. Nếu như hàng có hết, các bạn nào chậm tay thì Ngọt sẽ cố gắng liên tục về hàng phục vụ cho các bạn nha. Đó, một chai như thế này là 500ml nha mọi người. Ngọt bán với giá là 375.000 một chai. Giá bên Shop Ngọt là bình ổn, không tăng, chia sẻ hàng hóa với các bạn để các bạn sử dụng trong mùa dịch này. Không tăng hàng, cắt cổ ai hết nha các bạn. Yên tâm, bên Shop Ngọt từ xưa tới nay là giá sao bán vậy luôn. Do hồi nãy là có khách nha các bạn. Đây là cái sản phẩm mà Ngọt bán chạy nhất hiện tại bên Shop Ngọt. Nó là cái gel rửa tay nhanh nhưng mà là cái chai mini nha mọi người. Đây Ngọt về rất là nhiều này. Ngọt về được một thùng luôn nhưng mà rất là nhanh hết luôn. Bạn nào mà cần những cái sản phẩm này, ui chứ. Bạn nào cần những cái sản phẩm này thì ghé qua Shop Ngọt nha. Nếu như bạn nào cần nhanh nhất thì cứ ghé qua Shop Ngọt. Shop Ngọt thì nằm ở địa chỉ là trên đường Lý Thường Kiệt. Nói sao ta, địa chỉ đi các bạn. 33/6B khu phố Thống Nhất 1, Dĩ An, Bình Dương nha các bạn. Đây. Đó, liên hệ nhanh nhất với Ngọt qua số điện thoại 0933 933 625 nha. Ngọt sẽ để cái đường link ở dưới là cái Facebook của Ngọt để các bạn tham khảo hàng hóa bên Shop Ngọt luôn. Rồi, nó là một cái sản phẩm cuối cùng bên Shop Ngọt. Hiện tại đang là rất là cháy hàng, khô khan, hiếm hàng, không có hàng để mà chia sẻ với các bạn luôn. Nhưng bên Shop Ngọt vẫn bán đúng giá, không có bán tăng giá nha các bạn. Là một chai như thế này nè, dung lượng là 40ml. Một chai là 40ml, bên Shop Ngọt bán lẻ là 55.000 một chai, một set là 270 nha các bạn. Đó. Rồi, cảm ơn các bạn rất là nhiều đã theo dõi cái clip này của Ngọt. Nếu như các bạn yêu thích cái clip của Ngọt, hãy like và subscribe đăng ký kênh Ngọt Vlog để mà Ngọt sẽ có nhiều động lực làm ra tiếp những cái video để phục vụ các bạn nhiều hơn.
Chắc chắn gần đây Ngọt sẽ làm ra những cái clip phân biệt hàng thật hàng giả cho các bạn tham khảo thêm nha. Hẹn gặp lại các bạn ở clip sau. Bye bye. Mi casa, su casa. Oh baby, when you talk like that.